Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong chương trình Talk với Dr. Dung được phát sóng định kỳ trên Facebook của Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc. Và chương trình của chúng ta được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ 2 và thứ 6 hàng tuần trên Facebook của Bệnh viện, và phát lại vào lúc 9 giờ thứ 3 và thứ 7 trên kênh YouTube của Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc. Vâng, và chủ đề hôm nay của chúng ta là chủ đề nha khoa thẩm mỹ 4.0. Và nhắc về chủ đề này thì không ai khác, có nghĩa là bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung cũng như là bác sĩ Trần Nguyễn Anh Đào sẽ nói về chủ đề này ạ. Em xin mời bác. Chào mọi người, thì hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề nha khoa thẩm mỹ 4.0. Thì tại sao có cái từ là 4.0? Và chúng ta biết rằng là cái thời đại công nghệ hiện đại bây giờ là ta ra làm gì cũng có một cái gì mình phải đong đo chính xác từng chi tiết. Ví dụ như hồi xưa mình nói mình muốn làm cái răng vậy thì mình muốn cái độ chính xác như là phải có phương tiện về máy hình chụp hình CT, MRI, tất cả mọi thứ hết. Thì bây giờ mình muốn làm một cái niềng răng cũng vậy, mình đánh giá một cái hàm như vậy thì nhờ các cái công nghệ kỹ thuật số, mà hiện tại cái công nghệ 4.0 là một công nghệ rất là phổ biến ứng dụng trong nha khoa, cái người ta gọi là công nghệ 4.0. Ví dụ bây giờ hồi xưa mình phẫu thuật hàm, mình chụp X quang hàm thì mình coi được là mức độ là xương sao, răng sao, nhưng mà trên 4.0 thì chúng ta sẽ dùng cái phần mềm, chúng ta sẽ quét được, đo được, chúng ta làm cái máng được, chúng ta sẽ làm cái máng trước phẫu thuật, hoặc là làm cái máng để người ta niềng răng cũng được, hoặc là trong cái im lăng thì nhờ công nghệ 4.0 người ta sẽ đo được cái xương này nó khuyết bao nhiêu, cái vị trí răng này nó hư nhiều, người ta cắm cái trục nào nó chính xác hơn. Như vậy nói chung là cái công nghệ 4.0 là công nghệ ứng dụng trong nha khoa là tốt nhất trong những cái ứng dụng đó. Thì hôm nay là chúng ta nói về chủ đề công nghệ 4.0. Thì bản thân tôi sẽ nói về một số vấn đề về phẫu thuật hàm mặt, còn bác sĩ Đào là chuyên về nha khoa, bác sĩ Đào nói về chủ đề về nha khoa, ví dụ như niềng răng, răng sứ, hoặc là một số chủ đề về im lăng chẳng hạn. Thì đó là cái vấn đề hôm nay chúng ta đang bàn về chủ đề nha khoa công nghệ 4.0. Vâng, thưa bác sĩ Đào, như bác sĩ được biết đấy, thì trong cái khoảng thời gian là hiện tại là mình chỉ còn khoảng là hơn hai tuần nữa là Tết, thì có những cái dịch vụ và công nghệ nào mà về nha khoa mà nhanh chóng và để mà có thể làm đẹp trong cái dịp này được ạ? Thì là cũng sắp tới dịp Tết Nguyên Đán, thì xưa giờ người ta thường nói với nhau một câu là mình sẽ đi ăn Tết. Ăn Tết tức là răng mình sẽ chắc, khỏe, không có vấn đề gì hết. Chứ nếu như mình đang ăn Tết mà răng mình đau nhất thì rất là khó chịu, đúng không? Cái thứ hai là răng ngoài cái chức năng ăn nhai thì phải là đẹp. Tại vì Tết thì mình sẽ đi thăm thú nhiều nơi thì cái răng đẹp, xinh thì chụp sẽ có nhiều cái tấm ảnh đẹp hơn. Thì là sẽ có nhiều dịch vụ trong đó như là cạo bôi, chám răng, hoặc là tẩy trắng răng, hoặc là làm răng sứ để có một nụ cười xinh để cùng đón Tết. Dạ, nghĩa là có nhiều cái dịch vụ mà mình có thể áp dụng được trong cái dịp Tết này. Thì ví dụ như là làm răng sứ, tẩy trắng răng, rồi mình làm trong dịp Tết là nha khoa tổng quát luôn, đúng không ạ? Dạ, thì cho em như bên cái phần phương pháp ở đây là tẩy trắng răng đó bác. Thì đây là cái dịch vụ mà rất là nhiều người quan tâm. Thì về cái phần tẩy trắng răng, thì đối với trường hợp là mình có hai phương pháp là tẩy trắng răng tại nhà và tẩy trắng răng tại phòng, thì bác có thể nói chút xíu về hai phương pháp này nó khác nhau cũng như là mình có thuận tiện gì trong cái việc mình có thể chăm sóc răng không ạ? Thì cái thứ nhất là như mình thấy là trong một số trường hợp khi cái răng của mình theo thời gian thì cái màu răng sẽ bị sậm đi, làm cái nụ cười của mình không có đẹp nữa. Thì để giải quyết cái chuyện đó thì mình sẽ có phương pháp là tẩy trắng răng. Tẩy trắng răng thì mình sẽ có hai hình thức là tẩy trắng răng tại phòng. Thì là mình sẽ sử dụng đèn để kích hoạt cái chất tẩy trắng ngấm vào cái men răng để lấy đi những cái màu của mảng bám, màu thức ăn đã làm cái răng ố màu đi. Thì đó là phương pháp tẩy trắng răng tại phòng. Còn phương pháp thứ hai thì nó sẽ lâu hơn, tức là tẩy trắng răng tại nhà thì mình sẽ đeo những cái máng tẩy trắng răng, trong đó có cái thuốc tẩy trắng, đeo vào buổi tối thì thời gian để cái màu răng nó sáng lên là khoảng 2 tuần. Thì bên nếu như vậy thì dành cho một số trường hợp là mình tùy vào cái thời gian cũng như là cái công việc của mình, đúng rồi, mình sử dụng phương pháp, đúng không ạ? Vậy thì có một cái phương pháp nữa, như em được biết là cái phần mọc răng sứ của mình rất là nhiều, thì nhưng mà cái đây là cũng là một cái nhu cầu để mà người ta quan tâm trong dịp Tết này. Thì về phần phọc răng sứ thì thưa bác, tại vì em được biết là hiện tại là răng sứ của mình á, là trên thị trường có rất là nhiều cái nha khoa cũng như có nhiều cái phần là răng sứ mà nó có nhiều giá khác nhau nữa, thì bác có thể nói chút xíu về cái hiện tượng này, tại vì hiện tại là tràn lan trên mạng và như là trên thị trường có rất là nhiều loại răng sứ cũng như là rất nhiều loại nha khoa, thì cái này bác sĩ Tú Dung có thể là giải đáp cho em được không ạ? Thì nói về giải đáp răng sứ thôi, để bắt đầu nói đi. Thì là
Hiện nay thật ra trên thị trường thì cũng có rất là nhiều cái chất liệu sứ khác nhau. Tùy vào cái xuất xứ nguồn gốc thì sẽ có cái chi phí sứ nó sẽ dao động một khoảng rất là lớn. Thì đối với những nha khoa bây giờ thì thường là bệnh nhân tới tư vấn răng sứ ở nha khoa GW thì cũng hay thắc mắc về cái chi phí, tại sao lại có trên là cái chi phí sứ nhiều như vậy. Thì để giải đáp thắc mắc cho khách hàng là cái sứ tùy vào cái nguồn gốc thì có những loại sứ mà nguồn gốc xuất xứ không có rõ ràng hoặc là sứ Trung Quốc thì cái chi phí nó sẽ rất là thấp. Do đó cái chi phí mà cái nha khoa lấy của khách hàng cho một cái răng sứ nó cũng sẽ thấp hơn. Nhưng mà đổi lại thì cái độ bền của cái sứ đó nó sẽ không tốt bằng một cái sứ mà mình rõ là xuất xứ nguồn gốc ở đâu. Thì khi mà khách tới làm răng sứ tại nha khoa chấn thương Hàn Quốc thì mỗi khách hàng dù là làm một răng sứ hay nhiều răng sứ thì đều có một cái phiếu cam kết bảo hành là sứ đó có nguồn gốc từ đâu và thời gian bảo hành là bao lâu. Vậy là đúng là khi mà mình làm cái vấn đề gì thì mình cũng nên biết được nguồn gốc và xuất xứ của nó thì mình mới yên tâm được, đúng không ạ? Thì nếu vâng thưa quý vị, nếu mà mình đang có nhu cầu làm răng sứ thì mình nhớ là mình khi mình làm hoặc là mình kiểm tra cái phần răng sứ của mình thì mình nên thứ nhất là mình có cái phiếu bảo hành và mình biết được là cái nguồn gốc xuất xứ của răng sứ như thế nào. Dạ, thì nói về cái tình trạng này thì như em cũng thấy là ở cái phần giống như là em nãy em có hỏi bác đó, là hiện tại là trên thị trường vì cái lợi nhuận của những cái phần răng sứ mà người ta đang muốn có giá rẻ hơn để mà người ta ép giá cũng như là người ta kinh doanh về cái mặt mà phần răng sứ nó kém chất lượng như vậy. Hiện tại thì trên thị trường có rất là nhiều cái cơ sở nha khoa kém chất lượng, không có cái trang thiết bị cũng như là không có những cái dụng cụ mà đủ điều kiện để tư vấn cho khách hàng, thì họ tư vấn giống như là tư vấn mù, đúng không ạ? Họ tư vấn không có cái sự chuẩn đoán thì khiến cho cái sự chỉ định cũng như chuẩn đoán bị sai. Thì bác sĩ có thể nói chút xíu về vấn đề này không? Thực sự mình không đánh giá được cái chuyện như thế nào, nhưng mà thực ra thì đi làm ở đâu chúng ta phải đặt vấn đề đầu tiên là sẽ chất lượng. Ví dụ giờ bác sĩ nói mình tới nha khoa chất tiêu thì chúng ta biết làm răng sứ gì, ví dụ xe công thì cái xuất sắc của nước nào, có mã số gì mình lưu hành hết. Thì cái quan trọng nhất là trong về làm nha khoa là một lĩnh vực y khoa đó. Mà y khoa thì chúng ta phải làm đặt vấn đề đầu tiên phải chất lượng về đạo đức nghề nghiệp lên, chứ chúng ta không phải là chúng ta chạy theo về kinh doanh. Thì trước đây chúng ta thấy rằng cái răng sứ người ta làm thì chúng ta thấy trước đây người ta làm rất là nhiều, nhưng mà sau một thời gian thấy là không phải trường hợp nào cũng răng sứ hết, chỉ định rất quan trọng đó. Và cái làm răng sứ thì không phải nói chung phải không răng sứ mà tất cả về nha khoa thì cái chất lượng sản phẩm là cái dịch vụ, cái tay nghề bác sĩ. Tại sao ở Chim Linh thì mỗi người người ta làm chuyên một cái, đúng không? Và cái khi làm việc á thì người ta nói là giữ thời gian là vàng. Và tại sao ở Chim Linh chúng ta làm cái thời gian người ta bác sĩ làm cho bệnh nhân là ngắn nhất và an toàn nhất? Vì khi người ta tới thì ta có đầy đủ ở đây, người ta có đầy đủ công nghệ chẩn đoán về hình ảnh, về 3D. Ví dụ thời buổi công nghệ 4.0 thì người ta vô chụp cái hình, tôi quét hết xong thì ta đưa ra một cái mô hình phỏng liền, có sẵn mô phỏng. Thì từ cái mô phỏng ta chỉ cần in ra là xác định được là cái cấu trúc răng hàm làm như thế nào hết. Như vậy về thời gian thì chúng ta tiết được thời gian làm nhanh. Và thứ hai là cái chất lượng của cái đó mình phải làm rõ ràng nguồn gốc hết. Còn thực sự thì cái trên thị trường thì có rất nhiều cơ sở, nhưng mà chúng ta thấy rằng cái gì cũng vậy, chúng ta làm đúng về chất lượng, đúng về uy tín thì chúng ta sẽ tồn tại và chúng ta sẽ có nhiều khách hàng hơn. Dạ. Tại vì sao em đặt ra câu hỏi đó là vì hiện tại là mình giống như là có hai trường hợp là ví dụ như cô đây là cô Nguyễn thì vì và mắc có một hạt ổi vào răng thôi mà cô đã phải là mất đi một cái hàm răng của mình về cái vấn đề là bị cái chẩn đoán sai của bác sĩ. Thì trường hợp này chắc có lẽ là bác sĩ Dung sẽ nói là sẽ rõ ràng hơn, đúng không ạ? Cô này hồi xưa cô bị một cái hạt ổi dính vô trong cãi răng á, thì tới đó một cái nha khoa một cơ sở nhỏ đó thì tư vấn là lấy hạt ổi ra và mài hết 28 cái răng đó, làm hết lại răng sứ toàn bộ. Và sau khi làm xong á, bọc thì toàn bộ hai cái răng rất là xấu và cái khớp cắn không khít được, bị hở sao ăn rất là khó khăn và cảm giác ê bú rất là nhiều. Thì đó là đầu tiên chúng ta nói là tại sao mà về nói về chỉ định thì mình không biết là đúng sai như thế nào, nhưng mà chúng ta thấy là tại sao bị một cái ổ giờ mà chúng ta làm chúng ta răng. Chúng ta biết rằng cái răng ta là cái gì, cái răng thực ta nó không bị sâu thì tốt, rất là tốt. Cái màu vàng, màu xanh, màu diễn biến nhưng mà vẫn tốt, chúng ta có thể làm cho nó cải thiện hơn. Chứ cùng lấy chúng ta mài toàn bộ cái răng này chắc chắn là không tốt bằng rồi. Vậy trong trường hợp này mà sau khi bác sĩ nha khoa của CPU đã có kiểm tra lại làm lại thì
thực sự cô này không cần thiết phải làm đó, chỉ cần sửa cái răng mà bị hư thôi. Tuy nhiên sau đó mình sẽ phục hồi hết lại. Qua trường hợp này chúng ta thấy rằng là nhiều lúc chúng ta lạm dụng quá về vấn đề đó trong y khoa mà chúng ta làm kinh doanh thì nó không đúng về đạo đức nghề nghiệp. Và trường hợp cô này sẽ làm hai cái bọc răng sứ toàn hàm cho hai cái hàm này. Dạ. Đây là một trường hợp của khách hàng tên là Nguyễn. Thì cô đã làm cái phần do là bị mắc cái một cái hàm ổi thôi mà đã phải đi mài hết 28 cái răng giống như câu chuyện của bác sĩ chia sẻ. Và còn một trường hợp nữa mà chắc chắn em biết là bác sĩ Đào sẽ biết các trường hợp này. Đó là bác nhìn hình này bác có đoán được cô bạn này là bao nhiêu tuổi không ạ? 40 à? Dạ, bác cho bác Đào biết trường hợp này đúng không ạ? Bác Đào nói để chia sẻ, thật ra bạn này chỉ có mới 17 tuổi thôi. Đây là một trường hợp, cái bạn này là cũng là một trường hợp chỉ định làm răng sứ sai. Dạ. Tức là khi mình đến nha khoa làm răng sứ mà bác sĩ không có chụp phim kiểm tra, không có đủ công cụ để kiểm tra hết những cái răng trên miệng và chỉ định làm răng sứ trên một cái răng sữa luôn. Thì khi mà làm răng sứ như răng sữa thì cái răng sữa, cái chân răng sẽ không chắc được như cái răng thiền của mình. Và chị này đến có một cái than phiền lớn nhất của chị là làm cái răng sứ trên răng sữa đó là chị bị đau cái răng đó. Nên đến với nha khoa của mình để khám lại cái răng đau đó. Thì khi mình chụp phim kiểm tra là mình thấy là tình trạng cái răng sứ của chị rất là tệ. Làm răng sứ liên tục từ bên này qua bên kia, tức là răng sứ nó liên kết với nhau. Dính hết với nhau. Và làm răng sứ trên cái răng sữa mà cái răng sữa chân răng ở dưới còn rất là nhỏ. Và đến với mình là mình buộc lòng mình phải tháo ra hết tất cả những cái răng sứ này để mình làm lại. Và khi chụp phim kiểm tra lên thì thấy là bệnh nhân có rất là nhiều cái răng dư ở dưới. Răng ngầm. Răng ngầm. Được biết là chị này có tới 30 mấy cái răng ngầm trong cái khung hàm này. Mà trước đó làm ở nha khoa dưới quê thì bác sĩ không hề có một kiểm tra gì, không có chụp phim kiểm tra gì nên không phát hiện được chính xác cái tình trạng của khách hàng. Dạ. Cái này thì hôm trước mình có thấy vô phòng mổ tầng nhổ 32 cái, tình trạng bây giờ sao? Dạ, tình trạng thì bây giờ là khi mà mình làm đây là đang ở trong tình trạng điều trị thì đây là cái phục hình răng tạm thời của chị để mà mình có cái răng ăn nhai, tại vì hiện tại là cái răng như thế này mất hết rồi thì không thể nào mà ăn nhai được hoặc là có cái chức năng ăn nhai bình thường được, thì bắt buộc là mình phải gỡ ra, xong đó mình sẽ làm cắm im răng lại đúng không bác, rồi sau đó mình phải phục hình toàn hàm. Thì trong khoảng thời gian đó mình sẽ đợi, thì mình sẽ làm răng tạm để chị có thể ăn nhai bình thường. Thì đó là cũng là một trong những cái vấn đề quan trọng trong cái vấn đề này mình chỉ định. Bởi vậy như bác sĩ Đào cũng có chia sẻ đó là ở một cái nha khoa mà công nghệ và thiết bị nó không đủ và không có cái đủ điều kiện để mà chụp phim X quang hoặc là để chẩn đoán thì chắc chắn là sẽ cho ra được những cái điều trị cũng như là những cái chẩn đoán sai lầm dẫn đến cái tình trạng giống như khách hàng đây, giống như là cô Nguyễn hoặc là giống như khách hàng này. Như mọi người đã thấy đó, thì khi mà mình, đó là cái nguyên nhân mà mình phải áp dụng cái công nghệ nha khoa kỹ thuật 4.0 ở đây, tại vì mình sẽ áp dụng về cái mức độ chính xác về máy móc ứng dụng. Thì như vậy thì mình sẽ cho ra được những cái kết quả chính xác cũng như mình được chẩn đoán chi li từng chi tiết để mình có được cái kết quả mà nó chính xác nhất và nó đẹp nhất cho khách hàng. Dạ thưa bác, đối với trường hợp mà mình chẩn đoán sai, giống như nãy giờ mình có nói là chẩn đoán sai đối với nha khoa, nhưng mà trong phẫu thuật hàm cũng có một số trường hợp bác sĩ chẩn đoán sai về cái phần là bị hô đó bác, người ta hô do xương nhưng mà chẩn đoán là về làm răng sứ, thì bác có thể nói chút xíu về trường hợp như vậy không ạ? Thực sự thì cái này bác Đào cũng gặp nhiều rồi, tức là người ta hô thực sự có hô mốm nữa luôn. Thì ta là bọc răng sứ, thì cái này chia ra hai trường hợp, một là chẩn đoán sai, hai là chẩn đoán đúng nhưng mà cố tình làm. Mình thực sự họ nghĩ là cứ làm mình kéo vô nó đỡ được, nhưng không đúng về khoa học. Ví dụ hô và móm, nếu mà chúng ta xác định là hô vô xương nó đẩy ra thì làm sao, ví dụ hai khớp cắn đẩy như này làm sao được là làm răng sứ. Mục đích làm răng sứ là mày sao mà cụp cái răng mà cho cảm giác mà nó đỡ hô, nó sẽ hô hơn, nhìn hô hơn thì nó phồng này ra. Ví dụ bình thường là vậy, chúng ta bọc này vô cụp vô, thực ra chúng ta cái răng thiện vô mà cái xương hô ra. Và bác sĩ Đào đã gặp một số trường hợp là bị móm rõ ràng đó, mà làm hai cái cả nguyên hai hàm sao? Dạ đúng rồi, tức là khách hàng móm là móm do xương luôn. Nhưng mà đến nha khoa tư vấn, được tư vấn là làm răng sứ sẽ hết móm và làm răng sứ hết hai hàm trên dưới luôn, nhưng mà kết quả thẩm mỹ là đạt được bệnh nhân không có hài lòng nên mới đến nha khoa của bệnh viện mình tư vấn, phát hiện ra là khách chỉ được chỉ định ban đầu không có đúng. Như vậy là chúng ta biết là hô mà do xương, móm do xương có trúc thì chúng ta bắt buộc chỉnh được cấu trúc xương. Chỉnh đó thì chúng ta phẫu thuật hàm hoặc là niềng răng trước rồi phẫu thuật sau hoặc là phẫu thuật xong niềng răng kết hợp. Đó, ví dụ trường hợp đây là cái cô này đã bọc răng sứ rồi, cô này nhớ cứ ngựa ở Bình Thuận đây thì đã bọc răng sứ rồi, chúng ta thấy không, vẫn hô rất nặng đó, thì sau này bệnh viện có phẫu thuật chỉnh hàm lại thì răng vẫn như cũ thôi, chúng ta đưa cái hàm vào nó hết đó. Dạ.
Ngoài ra thì về trong dịp Tết này thì em thấy là về cái nhu cầu ví dụ như là về răng sứ là người ta ngại đến vấn đề là mài răng. Nhưng mà có một cái phương pháp nữa em thấy cũng rất là hay, đó là cái phần mà dán răng bằng răng veneer mà hiện tại nó đang rất là hot. Thì cái phần răng veneer đó bác có thể nói một chút xíu về cái trường hợp những cái phần khi nào mình có thể sử dụng được veneer hay là khi nào mình sẽ dùng là mảo hộp sứ à? Thì ngày xưa khi mà người ta đến nha khoa để tư vấn làm răng sứ thì chủ yếu là bác nha sĩ sẽ tư vấn là làm bọc răng toàn sứ luôn. Tức là cái lượng mô răng mài đi của khách rất là nhiều. Cái thứ hai, khi cái mô răng mài đi nhiều thì dễ gây ê buốt cho khách hàng sau khi làm răng sứ. Ngày nay khi mà cái công nghệ làm cái labo phát triển nhiều thì là người ta giảm cái chuyện mài răng của bệnh nhân đi để bảo tồn cái răng thì càng nhiều càng tốt. Thì cái về lâu về dài, tiên lượng về lâu về dài, khả năng ăn nhai sẽ tốt hơn. Thì cái mặt dán sứ veneer ra đời trong cái hoàn cảnh đó. Thế là mình nhìn thấy là khi cái khớp cắn răng của bệnh nhân khá là đều đặn rồi và cái màu răng của bệnh nhân cũng không quá sẫm thì hơi xỉn màu thôi, thì mình sẽ chỉ định làm mặt dán sứ veneer. Đối với cái phương pháp mặt dán sứ veneer thì một là mình sẽ mài rất ít răng thật, hoặc là trong một số trường hợp nó có thể không cần mài răng thật và mà bệnh nhân vẫn có được cái màu sắc răng cải thiện rất là nhiều. Dạ, yeah. Tại vì như em thấy ở đây khách hàng cũng có đặt câu hỏi là ví dụ như về trường hợp là mình dán sứ veneer thì khi mà mình nói là dán sứ veneer với lại mình bọc sứ thì nghe có vẻ như là bọc sứ nghe nó chắc chắn hơn đúng không ạ? Thì vậy thì đối với cái trường hợp dán veneer như thế này thì nó nghĩa là cái hiệu quả cũng như là nó có bền hơn về cái phần dán sứ bọc sứ hay không ạ? Thì thường hai cái mặt dán sứ veneer và cái mảo toàn sứ thì cái cơ chế để nó lưu giữ cái phục hình là nó khác nhau. Cái mặt dán sứ là mình lưu giữ bằng cái cơ học, tức là bác sĩ mài xung quanh cái răng như cái nón và nó hợp cái răng sứ lên để lưu giữ cái răng sứ. Còn cái mặt dán sứ veneer á, thì mình chỉ mài một lớp mỏng men răng hoặc là không mài thì cái phục hình sứ sẽ lưu bằng cái keo dán. Thì hiện nay do cái công nghệ keo dán phát triển rất là nhiều nên cái độ lưu giữ là chắc chắn là lưu giữ được về lâu về dài. Đó là lý do tại sao gần đây rất là nhiều nha khoa đẩy mạnh cái mặt dán sứ veneer. Dạ. Thì về nói về cái phần mặt dán sứ veneer hoặc là bọc răng sứ veneer thì cái điều thật sự mà người ta quan tâm nhất trong cái phần mà làm răng sứ và bọc răng sứ đó là cái vấn đề là bọc răng sứ hoặc là dán sứ veneer thì nó có gây ra cái tình trạng hôi miệng hay không? Vì đây là cái câu hỏi mà em thấy là hầu như ai cũng thắc mắc và quan tâm. Thì qua cái chương trình này thì bác sĩ Đào cũng có thể là mình có thể chia sẻ về những cái vấn đề là tại sao mà người ta lại có cái quan niệm là bọc răng sứ hay là dán sứ như vậy là sẽ gây ra cái tình trạng hôi miệng. Thì là đây cũng là một cái câu hỏi rất thường gặp khi khách đến tư vấn làm răng sứ với mình, thì khách kêu là mình làm răng sứ xong rồi sợ là có bị hôi miệng hay không. Thì là ở đây thì mình cũng giải đáp luôn là một số trường hợp mà làm răng sứ bị hôi miệng thì có hai khả năng. Cái thứ nhất là răng sứ làm không đúng kỹ thuật, tức là răng sứ nó lấn xuống nú nhiều quá hoặc là xâm phạm vào cái khoảng của nú thì làm cho nú nó viêm đỏ lên. Khi nú nó sưng, nó viêm đỏ lên thì nó dễ động mạch máu thức ăn thì nó sẽ gây hôi miệng. Cái trường hợp thứ hai là khi cái răng sứ làm cái kỹ thuật của bác sĩ làm á, nó không có độ chính xác hoàn toàn. Là một là kỹ thuật của bác sĩ, hai là kỹ thuật viên labo lab làm răng sứ không có chính xác với răng. Nó còn một cái khe hở dù rất nhỏ thôi thì nước bọt và cái mảng bám thức ăn thì mình ăn nó sẽ luồn vào cái khe hở đó, nó nằm ở trong đó thì nó sẽ gây ra cái việc là hơi hở rất là hôi. Vậy thì cái phần hôi miệng hay không nó còn phụ thuộc rất là nhiều về cái kỹ thuật cũng như là về cái chất liệu của cái răng đó nữa. Thì thành ra là mình nên chọn, giống như bác sĩ nghe nói cũng ngay từ đầu, là mình nên chọn một cái cơ sở uy tín cũng như là mình biết được cái nguồn gốc và cái kỹ thuật cũng như mình đảm bảo và cảm thấy an tâm về cơ sở đó thì mình sử dụng. Thì như vậy thì nó cũng hạn chế được rất là nhiều. Dạ thưa bác sĩ, em nhận được một câu hỏi là đối với trường hợp trong dịp Tết này thì người ta thường là kết hợp rất là nhiều cái dịch vụ và kỹ thuật làm đẹp để mà làm cho nó nhanh chóng lên dịp Tết. Thì đối với trường hợp là người ta muốn kết hợp một cái phẫu thuật thẩm mỹ, ví dụ là làm về khuôn mặt cho nó đẹp hơn, thì ví dụ là ở đây khách hàng nói rõ ràng là tôi kết hợp muốn làm mũi và làm mắt và kết hợp làm với làm răng luôn, thì như vậy thì làm cái nào trước cái nào sau hay là tôi phải đợi, thì bác sĩ Tứ Dung có thể trả lời và giải đáp cho em được không ạ? Cái vấn đề răng thì bác sĩ Đào vừa trả lời, thì chúng ta làm răng sứ hay tẩy trắng răng thì tôi nghĩ một tuần là xong rồi, ví dụ đó, tối đa một tuần xong rồi, nhất trong trường hợp không có vấn đề gì nặng này thì một tuần thì có răng sứ còn tẩy trắng thì mấy tiếng đồng hồ là xong rồi. Còn vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ thì chúng ta chia từng giai đoạn, ví dụ mũi mắt, ví dụ trong trường hợp mắt thì chúng ta làm cắt mí hay làm mí trên mí dưới thì chắc chắn là sưng khoảng tuần rồi, mũi cũng tuần, tùy cơ địa, nhưng mà chúng ta phải chấp nhận. Ví dụ giờ
hôm nay 15 chúng ta làm, 2 tuần sau chúng ta ăn Tết được. Nhưng mà tại vì thực ra một số người Việt Kiều mình không có thời gian, cho nên là tranh thủ về tới dịp Tết làm trước Tết một tuần 5-6 ngày cũng được, nhưng mà người ta có thể đập 5-6 ngày có đi chơi được, nhưng mà người ta bắt buộc đeo khẩu trang hơi sương chút xíu thì chấp nhận. Về nguyên tắc là làm được, cũng tùy thuộc vào cái hoàn cảnh của người đó nữa đó. Là mình sẽ vừa kết hợp vừa thẩm mỹ vừa nha khoa là vẫn bình thường, nha khoa và dạ. Thẩm mỹ hoàn toàn bình thường. Dạ, vậy thì các chị cũng yên tâm nha, là mình có thể là nếu như mà mình không có đủ thời gian á, thì mình vẫn có thể là bác sĩ sẽ cân nhắc về cái khoảng thời gian cho mình, cũng như là tùy vào cơ địa của mình nữa, thì mình có thể vừa kết hợp hai dịch vụ là mình vừa thẩm mỹ làm đẹp, mình lấy bớt bọng mắt dư hoặc là mỡ dư đi, mình làm cho mắt sáng hơn hoặc da sáng hơn, mình làm cho mũi mình xinh đẹp hơn, thì mình cũng có thể kết hợp mình làm răng nữa. Mọi người đừng quên cái số hotline của chương trình là 0968692222 và 0968681111 nha. Về nha khoa của chương trình thì mình có số hotline là 0968692222. Và chương trình ngày hôm nay của chúng ta sẽ được giảm giá 20% về công nghệ nha khoa thẩm mỹ. Thì mọi người có thể là đến nha khoa của Bệnh viện Thẩm mỹ JW để mình đặt lịch, cũng như là mình sẽ làm răng hoặc là mình tư vấn ở đây thì mình sẽ được giảm 20%. Và mình thực hiện cái dịch vụ là tẩy trắng răng thì mình sẽ được giảm 40% ạ. Mọi người nhớ gọi điện thoại và mình đặt lịch nha. Và để tiếp tục chương trình thì em có thêm một câu hỏi cho bác sĩ Đào, đó là cái phần mà ví dụ như là trường hợp mình còn 2 tuần nữa Tết thì người ta làm răng sứ, và hoặc là người ta làm một cái dịch vụ mà làm răng cho im lăng đi, thì nếu mà như vậy thì có mất thời gian lâu không? Nãy giờ mình nói về răng sứ người ta cảm thấy rất là phấn khích rồi, là vì mình có răng làm liền được. Như vậy thì đối với trường hợp như vậy thì mình có mất nhiều thời gian để mình có kịp ăn Tết trong khoảng thời gian này không? Thì đối với trường hợp làm răng sứ thì tùy theo số lượng răng thì mình có thể hoàn tất trong vòng khoảng 2-3 ngày hoặc đến 1 tuần. Còn đối với dịch vụ mà Cavi Blend thì một số khách Việt Kiều khi về nước người ta hư răng nhưng mà rất là mong muốn được thực hiện cái dịch vụ Cavi Blend, thì trong trường hợp chất lượng xương còn tốt thì mình sẽ có hình thức cắm implant tức thì, tức là cắm implant và làm phụ bệnh tạm lên để khách có răng ăn nhai trong dịp Tết luôn, thì vẫn hoàn tất được trong khoảng thời gian ngắn. Dạ, thì tại vì đây là cũng là một cái lời giải đáp cho một số khách hàng gọi là người ta ở xa, cũng như là một số khách hàng Việt Kiều lo lắng là mình chỉ có rất là ít thời gian ở về Việt Nam thì không biết là mình có thể là mình kết hợp nhiều dịch vụ để mình làm hay không, hoặc là mình cắm implant mình làm răng sứ thì có kịp đang Tết hay không. Thì đây cũng là cái câu trả lời cho quý vị luôn. Thì dù mình có nhiều thời gian, ít thời gian thì mình vẫn có thể làm được. Tại vì tối đa của mình là chỉ tầm khoảng 1 tuần là mình có đủ răng, cũng như là mình có thể phục hình lại răng để mình có thể ăn nhai cũng như mình sinh hoạt rồi, đúng không ạ? Và còn thêm một cái trường hợp nữa là ví dụ như trường hợp là bị hàm hô đó bác. Thì đối với trường hợp hàm hô thì mình trong khoảng thời gian 2 tuần, tại vì nếu bây giờ gần hàm hô do hàm đi thì mình 2 tuần thì mình có kịp để mình phẫu thuật để mà mình phục hồi liền trong dịp Tết này không ạ? À? Thực sự đấy khó một điều á, ví dụ như 2 tuần thì chúng ta chắc chắn là bị dù phẫu thuật thế nào á, ví dụ ta chia từng giai đoạn ra. Cái thời gian mà để người ta nghỉ Tết á thì thường thường là bây giờ mình nghỉ Tết cũng 10 ngày đi, 9 ngày 10 ngày thì thời gian đó là người ta mới nghỉ ngơi được nhiều. Thì bây giờ nếu mà người ta phẫu thuật cái hàm á, thường thường đa phần á ta nghỉ ngơi khoảng, nếu hàm hô ta nghỉ ngơi khoảng 5 ngày. Để nghe mày tới sao? Tức là cái hàm hô nếu ta phẫu thuật tiền đình hàm á thì cái phần xương, đa phần xương vùng đầy hết. Nhưng mà ăn uống thì cho dù là Tết hay không Tết thì chúng ta không được cắn cái này thường tháng đến tháng rưỡi, nhưng mà ăn phía trong được, cho nên cái chuyện nó không thể đạt ra được. Bây giờ tối được hàm hô thì chúng ta không cắn phía trước trong vòng 4-6 tuần, còn ăn từ răng số 5 trở vào bình thường. Còn tới thời gian mà nó sưng và để người ta vô tiếp được đó, thì khoảng 1 tuần đến 2 tuần là bình thường hết. Còn số cái điện 5-6 ngày chúng ta sưng sơ thôi, đi ra ngoài vẫn được không sao hết. Vấn đề ăn uống thì chúng ta dù ở trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng kiêng cắn vùng trước từ 4 đến 6 tuần, còn phía trong ta ăn không được. Dạ. Vậy là đối với trường hợp mà về phẫu thuật hàm hô thì mình vẫn có thể là cải thiện được và mình sử dụng trong cái dịp này. Tuy nhiên là về cái vấn mình cũng phải kiêng cử một chút xíu, mình không nên là mình thực hiện ở vùng đằng trước, đúng không ạ? Về cái phần mình cắt hàm ở đây, mình phải dùng ở răng phía sau. Dạ, thì nãy giờ là em cũng đã cung cấp cho mọi người rất là nhiều về thông tin là trong dịp Tết này, cho mình còn khoảng là 2 tuần nữa là mình sẽ có đến dịp Tết Nguyên Đán rồi, thì mình sẽ thực hiện được những dịch vụ gì về nha khoa. Thì mình có thể là mình thực hiện được là tẩy trắng răng nè, rồi là nha khoa tổng quát là cạo vôi răng nè, hoặc là các bạn cũng có thể là sử dụng nhiều dịch vụ răng sứ, thì răng sứ mình có thể là bọc răng sứ hoặc là dán sứ veneer đều có thể sử dụng được trong dịp Tết này. Hoặc là mình cũng có thể là trường hợp mà những cái khách hàng đang lo lắng nhất là nếu như mà phục hình răng im lăng thì có mất thời gian hay không, thì cũng qua câu trả lời của hai bác sĩ đây thì cũng không có mất nhiều thời gian. Tối đa của mình chỉ có là 1 tuần là mình đã có thể có một cái răng mới, cũng như là có một cái hàm răng mới để mình có thể là đi chơi cũng như là tự tin cười trong dịp Tết này rồi đó. Cho nên là nếu như mà mình đang có những thắc mắc băn khoăn hoặc là
mà mình còn đang là tự ti về cái răng của mình nó không được trắng sáng, cũng như là mình đang bị mất răng, mình không được tự tin, thì mình nhanh chóng đến nha khoa của Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc ở địa chỉ là số 44, 46, 18, 50 đường Tôn Thất Tùng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Và mọi người nhớ đặt lịch và gọi đến số hotline của nha khoa, đó là 0968692222, hoặc số hotline của Thẩm mỹ Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc, đó là 0968681111 để được đặt lịch ạ. Và đừng quên là chương trình hôm nay sẽ được giảm 20% và mình giảm 40% về tẩy trắng răng nha mọi người. Và chương trình của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung cũng như cảm ơn bác sĩ Trần Nguyễn Anh Đào đã đến và tham dự chương trình ạ.